Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi xuất hiện 3 ổ dịch bệnh than trên người tại các xã Xá Nhè và xã Mường Báng, huyện Tùa Chùa đã phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khống chế dịch bệnh. Đến nay, dịch bệnh than trên địa bàn huyện đã cơ bản được khống chế, phản ánh của phóng viên thời sự. 3 ổ dịch bệnh than thể ra với 13 trường hợp người mắc bệnh, trong đó có 1 ổ dịch tại xã Mường Báng và 2 ổ dịch tại xã Xá Nhè. Tất cả các trường hợp mắc bệnh đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến giết mổ và ăn thịt trâu bò. Ngay khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh, Trung tâm Y tế huyện Tùa Chùa đã tiến hành điều tra, xác minh các ổ dịch, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai kịp thời công tác phòng chống dịch, đồng thời theo dõi và điều trị những người mắc bệnh. Đến nay, về cơ bản, dịch bệnh than trên địa bàn huyện Tùa Chùa đã được khống chế. Ngày 27 tháng 5 2023 thì có một cái bệnh nhân vào bệnh viện điều trị. Thì chúng thấy chẩn đoán là nghĩ đến bệnh than, thế lập tức chúng tôi mới triển khai anh em xuống cơ sở để điều tra giám sát và qua hỏi lại cái bệnh sử thì bệnh nhân có nói là ăn cái con bò nó bị ốm và chết, thế là chúng tôi cũng đã tổ chức điều tra những cái người cái tiếp xúc và đến nay thì cái tình hình bệnh than là một số bệnh nhân điều trị tại nhà và cũng như điều trị tại bệnh viện phòng khám đa khoa khu vực thì hiện nay đã ổn định ra viện. Là tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục là kiểm tra giám sát những người mà tiếp xúc và thứ hai nữa là tiếp tục khử trùng và cái nơi giết mổ. Là một trong những bệnh nhân bị mắc bệnh than thể ra do liên quan đến ăn thịt bò chết không rõ nguồn gốc với các biểu hiện phù mặt, ho, đau rát họng và nổi mụn nước và lây lan nhanh. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh than, anh Mùa A Tháng ở bản Háng Trở, xã Mường Báng đã được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện tiến hành điều trị bằng thuốc kháng sinh. Đến nay, sau một tuần điều trị, anh đã được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, sau khi ra viện, hàng ngày anh vẫn phải đến trạm y tế xã để các bác sĩ kiểm tra để phòng bệnh có thể tái phát lại. Bắt đầu vào hỏi bác sĩ, là bác sĩ bảo là cái bệnh này là bệnh than, thì phải điều trị luôn. Thế xong là mình điều trị luôn ở bệnh viện trung tâm y tế huyện đấy. Điều trị xong là ra viện thì cũng ra viện được 2-3 ngày nay rồi. Nhưng mà ngày nào cũng vào đây để cho bác sĩ ở trạm đây khám xem vết thương nó có ảnh hưởng như nào đến sức khỏe và bản thân không. Nhưng mà trong quá trình về đây kiểm tra thì nói chung là sức khỏe cũng bình thường. Hiện nay, trong tổng số 13 trường hợp mắc bệnh than, sức khỏe đã ổn định và không phát hiện bệnh nhân mắc mới. Tuy nhiên, các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh vẫn đang được huyện Tùa Chùa triển khai. Trong đó, tăng cường việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của bệnh, nguy cơ lây nhiễm bệnh và cách phòng tránh dịch bệnh than. Sau khi phát hiện trên địa bàn có dịch bệnh than thì đội y tế xã cũng như là chính quyền xã cũng vào vận động những bệnh nhân mà bị bệnh than đi điều trị, khám và điều trị. Sau có quá trình điều trị thì các bệnh nhân cũng tạm thời ổn định về trong nhà, thì đội y tế cơ sở chúng tôi cũng thăm khám bình thường. Cùng với đó chúng tôi phối hợp với lại chính quyền xã với chính quyền địa phương tư vấn cho bà con nhân dân hiểu được cách phòng bệnh than để tránh lây lan cho những người mà chưa bị. Theo Bộ Y tế, bệnh than còn gọi là bệnh nhiệt thán là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm của các loài động vật máu nóng, gia súc, động vật hoang dã, có thể lây truyền từ động vật sang người qua việc tiếp xúc, giết mổ, ăn thịt gia súc, đặc biệt là trâu bò. Để chủ động phòng tránh bệnh than, ngành y tế khuyến cáo người dân không tiếp xúc, giết mổ và ăn thịt gia súc mắc bệnh. Khi gia súc mắc bệnh, phải tiêu hủy và chôn xa nơi ở theo hướng dẫn của ngành thú y.